Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Trên tay mình là một chiếc điện thoại khá là thú vị và đang tạo nền bão những ngày gần đây. Đó là chiếc Oppo Neo 7. Có lẽ các bạn cũng đã biết về chiếc điện thoại này khá là quen thuộc qua nhiều trang mạng và nhiều video quảng cáo. Thì đây sẽ là một video trên tay và đánh giá về những cảm quan đầu tiên của mình về chiếc máy này. Đây là chiếc Oppo Neo 7. Thì đây là phiên bản dành cho thị trường Việt Nam. Bữa hôm trước thì Senzo đã kể về chiếc máy này như là phiên bản thị trường của quốc tế sử dụng chip Snapdragon 410. Còn đây là chiếc máy của Việt Nam sử dụng chip MediaTek MT6582. Cũng có 4 lõi, RAM ở mức 2GB. Đùa thôi, RAM chỉ có 1GB. Và chúng ta có màn hình 5 inch độ phân giải Full HD. Đùa thôi, chúng ta chỉ có màn hình 5 inch độ phân giải QHD. Và Q ở đây là Q nhỏ, tức là màn hình này là màn hình có độ phân giải 960x540. PPI chỉ dừng lại ở mức 220. Khá là đáng buồn, bởi vì đây là một chiếc máy của năm 2015 nhưng mà Oppo vẫn không hiểu tại sao cho nó màn hình QHD. Cái đầu tiên mình cầm chiếc Oppo Neo 7 trên tay là nó rất chắc chắn, cầm rất là thích, nhỏ gọn vừa tay với màn hình 5 inch. Lâu lắm rồi mình không cầm một chiếc máy cảm giác thích như thế này. Viền nó làm bằng nhựa, có vẻ hơi sần sần nhưng mà thiết kế rất giống kim loại, có màu vàng sâm panh ở đây, rất là đẹp. Mặt trước và mặt sau thì trông có vẻ làm được kính nhưng mà chỉ mặt trước làm được kính mà thôi. Đằng sau chúng ta thực ra là lớp nhựa giống như chiếc Oppo MR5 mà mình trên tay với các bạn hôm nọ. Đây chúng ta có camera chính này, 8MP và đèn flash. Camera trước là 5MP. Bên cạnh đây chúng ta có cảm biến và loa thoại này. Ở đằng dưới sẽ là cổng micro USB lộn ngược và micro thoại. Đây là 3 phím điều hướng chúng ta, có phím menu, phím home, phím back, thiết kế khá quen thuộc của Oppo nhưng đáng tiếc là 3 phím này không có đèn nền. Ở bên cạnh trái các bạn sẽ có nút tăng giảm âm lượng này. Bên cạnh phải nút nguồn này. Bên trên đỉnh chúng ta sẽ có cổng tai nghe 3.5mm. Thì chúng ta chỉ có logo Oppo đấy thôi, không có bất kỳ một chữ cái gì lằng ngoằng như kiểu trên iPhone. Đây là chỗ loa ngoài này. Và các bạn chúng ta có một khe ở đây nhỏ nhỏ để luồn tay vào cậy nắp lưng lên. Đó, mình cậy các bạn xem. Ở bên trong chiếc máy này thì mặc dù tháo nắp lưng nhưng chúng ta không thể tháo được pin. Viên pin trong này là viên pin 2420mAh. Chúng ta sẽ có hai khe SIM. Đây là micro SIM này, đây là nano SIM và đây là khe thẻ nhớ. Rất tuyệt vời, chúng ta có đến hai SIM. Đây là vị trí của loa ngoài này. Nói chung thì chiếc máy này là một chiếc máy bình thường, cơ bản của Oppo thôi, hướng đến thị trường bình dân. Vì thế thì cấu hình nó không cao lắm. Nhưng mà qua những cái cảm nhận ban đầu của mình ấy, thì sử dụng chip MediaTek 6582 trên chiếc máy này, AnTuTu Benchmark đem lại khoảng tầm 20.000 điểm. Mình đã test qua, đây các bạn thể xem. Trời, hỏi hỏi lắm vậy. Đâu rồi, mất tích rồi. Rất may là mình đã chụp lại cái màn hình cho các bạn xem. Thì mình chấm qua thì nó cho 20.174 điểm. Không tồi chút nào. Trải nghiệm ban đầu thì khá là mượt mà. Và mình đã chơi thử cả Asphalt 8 thì cũng có thể chơi được. Tuy nhiên đồ họa không đẹp như các máy cao cấp khác. Đương nhiên rồi, nó chỉ là máy tầm trung mà thôi. Thì chiếc máy này đang được Oppo bán chính hãng với giá khoảng tầm 4 triệu đồng, tương đương với cả chiếc Zenfone Laser 2. Nhưng mà chi tiết hai chiếc máy như thế nào thì các bạn có thể xem video Senzo đã làm so sánh qua về hai chiếc máy này. Chiếc Note 7 mình đang cầm đây thì nó có mã hiệu là A33W dành cho thị trường Việt Nam và phiên bản Android 5.1. Thì nó vẫn có các tính năng cơ bản như bất kỳ máy Oppo nào khác. Và cái mình thích nhất đó vẫn là cái bấm hai lần màn hình bật máy lên và tất cả các cử chỉ vẽ viết các kiểu. Mình rất muốn các máy Samsung có cái chức năng này, bởi vì mình dùng dòng Note khá lâu rồi và rất tiếc nó vẫn chưa có tính năng gì liên quan đến việc có lần cả. Ví dụ đây mình có thể vẽ chữ C, nó sẽ mở camera này. Ô, mở đi máy. Đó. Đó, hình như là vẽ hình tròn thì phải, không vẽ chữ C. Đó, mở camera. Hoặc là vẽ chữ V, nó sẽ mở đèn flash. Đó. Cái hơi đáng tiếc, ở đâu, có thể nói là cái đáng tiếc nhất là cái màn hình này độ sáng nó không cao lắm và độ phân giải cũng chưa phải là bá đạo. Chính vì thế mình rất là mong trong tương lai Oppo sẽ ra phiên bản khác với cấu hình có thể ngon hơn một chút và màn hình có thể cải thiện về độ sáng cũng như là độ phân giải. Bởi vì giờ này rồi mà màn hình độ phân giải QHD thì vẫn chưa phải độ phân giải cao nhất và mình không hài lòng cho lắm về cái màn hình này. Và đó là những chia sẻ của mình về chiếc Oppo Neo 7. Các bạn nghĩ sao thì đừng quên bình luận chia sẻ bên dưới. Nếu thấy hay có thể bấm like và đăng ký video của bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.